Nãy giờ em đã theo phe của chị rồi, thì chút nữa anh Xuyên về em phải im lặng, không được đánh tiếng động cho anh Xuyên biết. Bây giờ chị với Su sẽ núp để chờ anh Xuyên rơi vào bẫy của chị với Su, thì chị với Su sẽ ra đập anh Xuyên, nghe chưa? Bây giờ sẽ cho bông ngồi trên đây cả nha. Đây, bông ngồi im trên đây. Còn chị Hiền với Su sẽ núp để chờ anh Xuyên trúng bẫy rồi ra bắt anh Xuyên nha mọi người. Chắc chắn anh Xuyên là hung thủ, tại vì chị Hiền đã loại trừ hết tất cả mọi người thành viên trong gia đình rồi, không có ai là hung thủ ngoài anh Xuyên hết. Vô đây, bây giờ chị Hiền chỉ có một bằng chứng thôi cả nha. Đây, chị Hiền với Su sẽ núp ở đây. Su ngồi xuống. Đây cả nha. Bây giờ chỉ còn chờ anh Xuyên về. Anh Xuyên chỉ cần lấy một cái bánh ở trong đây thôi là anh Xuyên chính là hung thủ. Không có ai khác ngoài anh Xuyên hết. Cả nhà ơi, sáng giờ anh Xuyên đói bụng quá mà không có cái gì ăn hết cả nha. Ui, ở đâu mà có bánh rớt này cả nhà ơi? Bánh ở đâu rớt dưới đất nè? Ở đâu mà có bánh rớt này cả nha? Ôi trời ơi, rớt nữa nè. Trời ơi, wow. Trời ơi, quá trời bánh luôn. Trời ơi, wow. Vậy là ông trời có mắt thương anh Xuyên rồi. Đó, nên đâm ra ông trời để bánh cho anh. Bông, nói cái gì? Ra nói gì? Bông nói gì ra nói gì? Sao? Bông nói sao? Bông nói cái gì? Đúng là ông trời thương anh Xuyên rồi cả nhà. Biết anh Xuyên đang đói bụng, vì vậy á là để bỏ bánh ché, bỏ bánh xuống đất để cho anh Xuyên lấy. Bánh này chắc chắn là ông trời cho anh Xuyên nè, chứ không ai đó. Bởi vì ông trời biết anh Xuyên là người tốt quá cả nhà. Thấy hết. Trời ơi, quá nhiều bánh luôn. Trời ơi. Nhiều bánh quá. Trời ơi. Đó cả nha. Thấy bánh á, không hỏi là bánh của ai, xin phép ai mà tự động lấy. Bao nhiêu bánh cũng lấy hết cả nhà. Vậy chắc chắn anh Xuyên chính là thủ phạm rồi còn gì nữa. Còn con bông kìa, con bông đó là đồng phạm của anh Xuyên. Cho nên nó im lặng ngồi nhìn anh Xuyên kìa. Trời ơi, nghĩ sao mà ăn cho một đống bánh đó mà lừa cái bánh xịt giúp ăn. Chắc chắn là chỉ có hung thủ mới biết cái bánh nào là bánh xịt, bánh nào là bánh dởm để ăn rồi. Ngon quá. Trời ơi, ngon dữ ta. Hiên, một hai ba Hiên, chụp lại. Chạy lên, chạy lên. Chạy đi mẹ. Ôi, chạy lên, chạy lên. Đi ra đây. Có chuyện gì? Tất cả. Cái miệng đi. Ông dùng cái bỏ bánh như ông này. Ngồi xuống. Tất anh có làm gì đâu. Bây giờ hai con ngồi xuống. Rồi anh đẩy ngồi xuống. Rồi. Hai ngồi xuống vậy. Đâu có làm gì đâu. Hả? Em có cái miệng với Su Bông để lắp cái bẫy. Chị chờ hai nhảy với thôi, hai có biết không? Bây giờ hai đừng có chối nữa. Ủa là sao tự nhiên? Trong khi á, trên người anh nè, anh làm gì có cái gì đâu mà bánh ở đâu? Không hề luôn. Bây thấy giờ không? Cho hai một cơ hội. Bánh nói là do em với mẹ rải ra để hai lấy, để hai trúng bẫy, hai mới là hung thủ. Lấy bánh đi đúng không? Trời ơi, anh Xuyên. Trời ơi, con bị oan, mẹ ơi, mẹ tin đi. Trên người con làm gì có bánh? Mẹ nói mẹ nghĩ hai mẹ hả? Bánh đâu? Làm gì có bánh trong heo đâu? Trong heo đâu? Đâu có túi, đâu người, đâu có túi đâu, bánh đâu? Su, thưa thấy không? Su thấy ông lấy bánh không? Bây giờ ông giấu ở đâu nhanh ghê? Không có. Đúng là chuyên nghiệp kìa nha. Đây là chắc là lấy bánh chứ. Cho nên mới biết chỗ giấu kìa. Hả? Anh Xuyên không có lấy. Hai là thủ phạm, hai lên phòng em của hai lấy bánh đúng không? Anh không có lấy. Rồi hai đổi thôi cho biết hệ đúng không? Không có lấy, bánh không có, anh ở trong người có bánh, anh làm gì biết gì đâu. Bây giờ cho hai một cơ hội cuối cùng. Bây giờ hai vợ con hãy lấy bánh ra thôi, hai nhận lỗi đúng thôi rồi. Là sẽ thay lỗi cho hai. Không bỏ qua tất cả. Hai hết á. Bỏ qua tất cả. Đúng rồi, bỏ qua tất cả mọi việc. Bây giờ hai lấy bánh ra đây. Chắc không? Chắc.
Mà quẹo. Quẹo là sao, ý nói sao? Bây giờ chỉ cần mình lấy bánh ra bỏ ra ngoài đây là sẽ bị là được xá tội. Nhớ chưa? Rồi ok. Ok. Để xem ông giấu ở đâu. Để coi ông giấu ở đâu mà giống nhanh ghê mọi người. Nãy giờ chị Hiền quay xem mà không biết ông giấu ở đâu luôn cả nha. Cái giấu đâu? Có làm gì đâu. Mày rõ đấy, chị Hiền nhìn thấy ông lấy thiệt cả nha. Sâu. Đó đó đó, không ham xung. Bây giờ các bạn ở đây có sự khoan hồng. Bây giờ cho hai một phút suy nghĩ. Rồi, được rồi. Nhà ơi, thôi bây giờ chị Hiền đã cho anh Sen cái đường lui rồi. Thôi anh Sen sẽ lấy bánh ra để cho chị Hiền thay anh Sen nha cả nhà. Ok. Rồi bánh anh giấu vào đây nè. Trời ơi. Đâu chỗ nào? Trời ơi, chị vợ ở đâu đây? Đâu, vẫn chưa thấy. Trời ơi. Tại sao Hiền đó là Hiền Thai chứ anh lấy bánh đó Hiền Thai mà sao lại Hiền Quỳnh Anh? Em chỉ dụ thôi, chứ nghĩ sao mà tha được. Dám điện vô phòng em lấy cái bánh xịn nhất ăn. Bánh đó là trên thế giới chỉ có 10 hộp thôi. Mẹ vô lấy của em ăn như vậy, ăn hết sạch sành sanh. Rồi bây giờ á, là em mua bánh mới về cũng tiếp tục lấy. Là sao? Trời. Tại sao hai lại làm như vậy? Trời ơi, anh có lấy đâu. Bánh là gì anh thấy ở đâu trên đường, trên nhà thì anh lầm thôi chứ anh có biết đâu. Rõ ràng là đâu. Tại sao em cũng rãi nhưng mà mẹ không lầm, xung bóng không lầm, thì chỉ có mình hay lầm. Thì tại vì mẹ không có đói, xung bóng không có đói. Còn anh á, hồi giờ có gì ăn đâu. Đó, nên anh đói anh mới lấy chứ. Vậy là bữa trước là hai cũng là người liền với phòng em lấy bánh đúng không? Không có, anh xin làm gì có lấy. Anh xin đời này đi vô phòng ai lấy. Dạ, cho ai lấy. Theo con bây giờ ai lấy? Theo con á hả? Chỉ có một người có thể lấy thôi. Ai? Nhìn lên. Ai lấy? Tự nhiên. Không biết thẻ. Ai lấy? Mày lấy. Hai đừng có xạo. Tại sao mẹ lại lấy bây giờ? Mẹ lấy thì mẹ vô đây. Mẹ lấy á. Mẹ vô đây. Bây giờ. Chặt luôn. Bây giờ hai tìm ra chứng cứ. Để mẹ lấy đi rồi em biết hai cho hai. Đây nè. Ủa? Lấy gì kìa? Bây giờ là cái chị Ủa? Mẹ hồi nãy mẹ đã thanh minh, mẹ không có lấy rồi mẹ. Nhưng mà mẹ không có chứng cứ ngoại phạm. Bây giờ hai có cái gì để hai chứng minh là mẹ lấy không? Có. Hai có nghi ngờ thì hai phải có một cái gì đó về mẹ hai mới nghi ngờ chứ. Anh Sen phát hiện ra mẹ có dấu bánh. Hồi nào, ở đâu? Mẹ có dấu bánh của Hiền không? Bây giờ mẹ nói thiệt đây, mẹ có dấu bánh của con không? Mẹ có dấu không? Bây giờ anh Sen có chứng cứ về mẹ đó. Đúng, anh Sen có chứng cứ mẹ dấu bánh. Mẹ dấu bánh giống trong này luôn. Hồ nào, tại sao mẹ lại làm như vậy? Bánh nó con mới mua hồi sáng mà mẹ lấy hồ nào vậy? Nó có lấy gì đâu? Có, bây giờ mẹ chắc không? Chắc, mẹ đâu có lấy gì đâu. Vậy nếu mà Sen đưa ra bằng chứng được mẹ lấy thì sao? Thì mẹ là hung thủ đúng không? Đúng rồi, có khả năng mẹ cũng là hung thủ tại vì mẹ cũng lấy bánh. Rồi, vậy thì bây giờ mẹ vô mẹ lấy cái hộp trang điểm của mẹ ra đây. Trang điểm của mẹ hả? Đúng rồi. Chết rồi, bây giờ anh Sen phải đề ra phương án. Dự phòng, nếu mẹ người Hiền mà phát hiện anh Sen lấy bánh thì anh Sen sẽ tìm cách đổ oan cho mẹ. Bây giờ anh Sen có bánh đó nè, anh Sen sẽ nhét vô đây. Đây là cái hộp trang điểm của mẹ anh Sen đó. Nếu mà bắt anh Sen sẽ nói là trong mẹ là hung thủ và đưa ra bằng chứng là cái hộp trang điểm của mẹ có dấu bánh. Lúc đó anh Sen sẽ được thoát tội. Ok, anh Sen thật là thông minh. Sao kỳ vậy, là sao chị Hiền mà chưa hiểu? Dấu bánh trong hộp trang điểm á. Hai cái chắc chắn không? Thăm thăm luôn. Cái bánh đây là em mới mua nè, mẹ giấu là mẹ phải đây. Mẹ lấy hồi nào? Chẳng mấy hay hết đây nè. Trang điểm của mẹ mẹ. Đây là trang điểm của mẹ đây. Đây, coi nè. Đây. Thì chắc chưa? Mẹ, mẹ có của mẹ không? Của mẹ. Đây. Trời ơi. Trời. Tại sao lại như vậy? Mẹ. Con tin tưởng mẹ như vậy. Con cùng với mẹ lên kế hoạch để lập bẫy ông hai. Mà không ngờ mẹ cũng là người lấy bánh kẹo của con. Thì trong nhà đã có hai người lấy luôn. Mẹ lấy bánh kẹo đó sao mẹ giấu cái đó vậy? Mẹ không biết nha. Mẹ lớn thôi mà sao mẹ lại giấu bánh kẹo vậy chứ vậy? Mẹ luôn. Cả nhà, anh Sen lại tìm ra được bằng chứng rồi đó. Đúng rồi, bánh màu hồng là cái bánh đặc biệt nè, bánh màu xanh là bánh chị Hiền mới mua về. Đó, bây giờ sao? Mẹ nói đi. Giờ mẹ làm sao? Mẹ nói gì đó đây chứ giờ con. Cái gì lạ kỳ vậy mẹ? Con tin tưởng mẹ như vậy mà bây giờ mẹ làm con thất vọng quá. Đúng rồi. Trong nhà này con không biết tin tưởng ai luôn á. Thôi, bây giờ nói chung là anh đưa ra được hung thủ rồi. Bây giờ thì mấy mẹ giải quyết đi nha. Anh đi làm công việc đây. Trời ơi cả nhà. Chị Hiền không hề ngờ được mà mẹ lại là mẹ cũng là một người vô để lấy bánh kẹo của chị Hiền. Hổng giờ có hai người luôn, một là anh Sen, hai là mẹ. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ lấy bánh kẹo của con chứ vậy mẹ?
Rồi mẹ còn giấu trong cái đồ trang điểm nữa. Giấu ở trong đây chị Hiền đâu có biết đâu mẹ nghe. Chị Hiền nghĩ là đồ trang điểm. Giờ sao tự nhiên ta đâu có lấy đâu mà tự nhiên nó có thể lấy. Ủa vậy có lấy không? Ta đâu có lấy đâu mà tự nhiên nó có thể lấy. Còn ai? Nhiều lúc còn ai là người lấy xong đem bỏ với trong hộp trang điểm của mẹ là sao? Bông nói đi. Đã phóng mẹ nói thiệt đi. Mẹ hít cho con đi, mẹ có lấy không? Mẹ không có lấy. Không có lấy, tại sao trong đồ trang điểm của mẹ lại có? Thì con phải đi che thứ đó đi. Lý do gì hộp trang điểm của mẹ có? Bây giờ mẹ có thật sự mẹ không có lấy không? Nếu mẹ lấy hả, là mẹ sẽ cất một nơi thật kỹ. Không bao giờ mẹ để vô trong cái hộp mà hững hờ như thế này đâu. Con phải tin mẹ. Vậy là mẹ nói là có người hãm hại mẹ hả? Đúng rồi, có người hãm hại mẹ. Con phải điều tra lại nha. Lấy ba cục đi nha. Cả nha. Hiện tại là mẹ nói là mẹ không lấy. Nhưng mà anh Xiên á lại phát hiện ra là trong đồ trang điểm của mẹ có bánh. Có lẽ nào anh Xiên lại là tiếp tục là người xấu, tiếp tục đổ tội cho mẹ để hãm hại mẹ không mọi người? Cả nhà thấy không? Cả nhà bây giờ chị Hiền nghi ngờ lắm. Chắc chắn là có khi mẹ với anh Xiên là đồng bọn với nhau á cả nhà. Hai người cố tình đổ qua đổ lại cho nhau để chị Hiền bị mất phương hướng điều tra cả nhà ơi. Nhưng mà các em phải yên tâm đi, bây giờ chị Hiền sẽ tìm cách để tìm ra cái hung thủ thiệt sự. Không thể nào mà để chuyện này tiếp diễn được. Nếu mà tiếp diễn cái bánh kẹo của chị Hiền sẽ mất hết. Thôi xong rồi, lần này á mẹ và chị Hiền lại tiếp tục bị chính trúng bẫy của anh Xiên rồi cả nhà. Anh Xiên chính là người đã đặt bánh vô trong cái tủ đồ trang điểm của mẹ. Liệu như chị Hiền có phát hiện ra được bí mật này hay không thì mời cả nhà đón xem tập tiếp theo nha.